Mà sao ba mẹ con không đi xe máy đi? Dắt bộ làm gì cho khổ ra? Bố, bố đi xe của mẹ. Còn chìa khóa xe của bố, bố cất trong túi. Ba mẹ con không dắt xe thì làm gì ạ? Ủa thế à? Chết rồi. Con, mà thầy chủ nhiệm ấy gọi điện cho em là Thư nó quay bài trong tiết kiểm tra hóa hôm trước đấy. Nó quay bài á? Vâng. Cái con bé này đúng là phải nghiêm khắc với nó đấy. Nhưng mà em cũng đừng gay gắt với con nó quá. Không biết ngày xưa em như nào chứ anh thì thánh quay bài đấy. Anh đừng có nói như thế. Con nó nghe thấy nó không hay đâu. Anh không giúp được gì thôi thì đừng có phá nhá. Thì anh vẫn nói là con nó sai mà. Chỉ có điều là em cũng đừng mắng con nó quá. Cái tuổi này trẻ con ấy nhạy cảm lắm. Đành rằng là như thế. Nhưng mà mẹ là giáo viên mà con thì lại quay bài, chấp nhận nổi không? À này, hôm nay nhá, anh có hai nhà tài trợ vàng đấy. Người ta bảo là cái dự án của anh ấy rất khả thi, xứng đáng để đầu tư. Anh chuẩn bị mở công ty rồi. À, hay là hôm nay cả nhà mình đi ăn với nhau đi, mừng cho anh. Sau nhân tiện anh khuyên giải cái Thư cho. Con nó nhắn tin nên anh mới xuất hiện đúng lúc như thế đúng không? Hai bố con được đấy. Đeo vào. Mày đi ở mày con nói gì? Mày đi rồi. Cái thằng mất dạy kia. Ơ kìa anh. Xin lỗi mấy mẹ con nhé. Anh không nghĩ là cái phần lấy lời khai cho nhân chứng nó lại lâu đến thế. Mà sao ba mẹ con không đi xe máy đi? Dắt bộ làm gì cho khổ ra? Bố, bố đi xe của mẹ. Còn chìa khóa xe của bố, bố cất trong túi. Ba mẹ con không dắt xe thì làm gì ạ? Ủa thế à? Chết rồi. Cũng may là cái chỗ này gần trường con nhỉ? Cách cả 4 cây thôi bố ạ. Nhưng mà mẹ đang đi giày cao gót kìa bố. Cái con bé này, lớn chừng nào rồi mà không dắt xe cho mẹ đi? Con dắt tay em mà bố, em bé như thế làm sao mà đi được 4 cây ạ? Em vất vả quá. Thôi, cả nhà mình đi ăn đi. Anh đưa chìa khóa cho tôi. Chiều tôi đã phải hủy một ca để gặp thầy chủ nhiệm. Buổi tối lại hủy thêm ca nữa để dắt xe. Bây giờ hủy ca nữa thì để người ta đuổi việc tôi à? Nhầm chìa khóa rồi. Ôi tiền, chết. À đây. Anh đưa hai con về tắm rửa đi. Để mai chúng nó còn đi học. Ừ, anh nhớ rồi. Nào lên xe. Xong chưa? Ok. Bám chặt nha. À, bây giờ bố con mình đi ăn cái gì ngon ngon đi. Hai đứa thích ăn gì nào? Lại gà rán nhá. Nhưng mà chắc giờ này không có quán nào mở đâu bố ạ. Hay là mình về nhà ăn mì gói đi. Hoặc là đặt đồ ăn cũng được. Mai con có bài kiểm tra. Lần này con mà bị điểm thấp, kiểu gì mẹ cũng tế con lên. Mà bố này, bắt được người gây tai nạn có được bằng khen không bố? Như lần trước mình được thưởng vì bắt cướp ấy ạ. Hay là mình đừng làm nữa. Lần trước hai bố con mình được thưởng hẳn 200.000. Nhưng mà nhá, mẹ về mẹ chửi lên chửi xuống luôn đấy bố. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.